Đỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2016. Và đây tôi đang đứng tại xưởng của chúng tôi đang hoàn thiện những bộ ghế gỗ hương và chỉ góc gỗ hương để chuẩn bị trả cho khách hàng. Và bên này thì cũng đang hoàn thiện bộ ghế gỗ vụ ở Cận Vân Gia Lai. Và bây giờ tôi đang đi ra ngoài phía trước. Ở bên kia đường chính là khu B của chúng tôi. Và bên này là khu A. Còn mục đích của clip ngày hôm nay là tôi đang đi bộ sang bên xưởng xẻ gỗ. Và chúng tôi đang xẻ một cái mẻ gỗ mun để chuẩn bị làm tủ áo và làm giường cho khách hàng. Thì năm ngoái có một khách hàng là anh Sơn ở Mỹ Đình có đặt tôi là 4 chiếc tủ gỗ mun. Và anh cho thời hạn làm là rất là dài, bình tĩnh. Thế thì gỗ là đã chuẩn bị được và bây giờ là đang đi vào xẻ. Thì chúng tôi mong báo cáo với quý vị là chúng tôi là đơn vị sản xuất trực tiếp. Đây là những cái đống gỗ của chúng tôi và hiện nay đang xẻ. Đây đang bay được các phần ván bé rồi. Chả gỗ mun thì cái mùn cưa nó cũng đen. Biết thế đó. Biết thế để xem kiểm tra xem nào. Lò hồi này thì không chuẩn hồi kia đúng không? Anh ấy thích cái màu đấy. Hả? Khách hàng lại thích cái màu sẫm này. Nếu cái này có hồi liền là khách hàng thích cái màu sẫm này. Đinh thì hơi mệt mỏi. Đây là một loạt các cái ván cỡ nhỏ đã được bong ra rồi. Và bây giờ đang được xẻ được mạch đầu tiên của gỗ mun. Đấy, các cái ván bé này. Để khách hàng anh Sơn Mỹ Đình anh thích cái vân này. Anh thích cái vân càng sẫm càng tốt. Và cái này khi nạo ra vân rất là đẹp. Bên này vẫn còn đang còn những cái cục gỗ rất lớn. Tôi hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau.